Rồi, thầy chào mọi người, rồi thầy chào hai người đẹp ngày hôm nay có khỏe không? Quý vị và các bạn, xin giới thiệu phần kế tiếp là phần Nu Skin, những product của Nu Skin. Người nhà phân phối là cả hai đều phụ trội lẫn nhau, nhưng mà thầy dễ đặc biệt. Bên tay trái của thầy đó là cô Tina, quý vị thừa muốn thấy là trống sĩ mà cũng là một ngày nào đó thì sẽ trở thành ca sĩ luôn. Là có nghĩa là lúc mà hát thì làm phụ tá mà không làm phụ tá. Còn người đẹp ở bên cánh tay mặt của thầy đó là nữ ca sĩ, nó tuy là phụ tá trong những cái gì mà quý vị mà có câu hỏi thì cả hai chị em làm chung đều có thể trả lời cho quý vị. Bây giờ thầy thử cái mic đầu tiên là cái mic của Tina cho thầy biết để thầy thử cái level nha. Rồi go ahead em. Dạ. Chưa còn rồi. Dạ, em chào thầy. Tina xin chào các bạn và xin chào các bạn. Rồi, người thứ hai đó là ca sĩ Khánh Thùy, quý vị. Rồi mình đọc tắt là Khánh Thùy cũng được. Tại vì có nhiều người dị ứng là nói, trời, ca sĩ mà buôn bán cái gì. Nhưng mà quý vị, bây giờ ca sĩ buôn bán rất là nhiều trên mạng nha quý vị. Nhưng mà cô này được cái là khổ, vừa đẹp vừa xinh mà vừa ăn nói có duyên nữa. Phải cái đó là cái plus. Còn mấy người kia lên buôn bán mắc cười lắm. Bữa nay order cái gì hàng ta? Ủa mà em phải giới thiệu mỹ phẩm hả chị? Em hát không à? Không đâu quý vị. Là cái người phải hiểu rõ tường tận, đã xài qua cái product của Nu Skin ấy vì đây, ca sĩ Khánh Thùy. Một lần nữa Khánh Thùy xin được mến chào tất cả các bạn trên Facebook và YouTube. Con xin kính chào các bác. Lại dĩ nhiên là người đồng hành với Khánh Thùy là Tina Thùy Lê và thầy nhạc sĩ Duy Thành Tám. Thầy khiêm tốn quá, thầy khen Khánh Thùy chứ Khánh Thùy vẫn nói là cái chương trình Nu Skin của Tina Thùy Lê làm với thầy Duy Thành Tám và Khánh Thùy là cái người phụ tá. Khánh Thùy hình như là trời Phật xin cho Khánh Thùy để làm người phụ tá rất là giỏi. Tại vì Khánh Thùy nó giống như cái cây dây leo, nó không có chỗ dựa, Khánh Thùy không biết làm sao. Như vậy, như Khánh Thùy nói là thầy quá khiêm nhượng chứ. Khánh Thùy nói là cái việc làm của Tina với Khánh Thùy đây là người thật, việc thật, lời nói thật. Và cái hàng Khánh Thùy dám bảo đảm 100% nó cũng là thật luôn. Một lần nữa Khánh Thùy xin được mến chào tất cả. Rồi sau Tina Thùy Lê, trước hết không những Tina Thùy Lê là một người đại diện cho công ty Nu Skin, Tina Thùy Lê còn là một người có một cái mình gọi là cái gì, cái văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác nữa. Ngoài bán bảo hiểm, Tina còn đi kia nào là tội lắm sai chiếu. Nên khi Tina nói Tina lấy có cái chiếc xe này là thứ nhất là tại vì Tina chở mọi người đi coi nhà, nó rất là thuận tiện và nó cũng không có tốn xăng nhiều lắm. Cái này cũng nói thật luôn là tại vì Houston này cái đất nó quá lớn vô cùng. Rồi không những thế, Tina làm đủ mọi thứ, và trong đó có một cái mà Khánh Thùy nói tương lai Khánh Thùy sẽ nói nhiều hơn, đó là làm về giấy tờ di chúc, một cái giá rất ư là nhẹ nhàng mà không tốn, không phải đi đâu cả. Nếu có cần phải đóng cái công hàm vào không, là Tina cũng làm luôn cho quý vị tại văn phòng luôn. Và cái xin Tina, cái công ty của Tina nó nằm ngay, ai mà về Houston ở trên con đường Bel Air, nó nằm ngay góc Bel Air với Corporate, ngay cái góc đó là cái nhà băng Chase, có bên đường là nhà băng Wells Fargo. Thì cái văn phòng của Tina nó nằm ngay cái dãy nhà đằng sau lưng của nhà băng Chase, ngay góc Corporate và Bel Air, rất là dễ kiếm. Và cái tên văn phòng là Tina Thùy Lê, ngoài Nu Skin ra thì Tina cho mọi người xin cái số điện thoại. Dạ, em cảm ơn chị đã giới thiệu. Các bạn và các bác là Tina, văn phòng thì là ở tên là Tina Thùy Lê Insurance và Realty, và cái địa chỉ là ở 6918 đường Corporate, số phòng là A15 và thành phố Houston, zip code là 77036. Số điện thoại của văn phòng là 713-842-7985. Và ngoài đó ra thì khi nào lúc nào cũng có sẵn một cái số cell phone ở trên cái thẻ business card luôn. Để trong trường hợp mà gọi số văn phòng không được thì quý các bạn có thể gọi vô cái số cell phone là 281-908-4858. Các bạn biết không, trước khi vào chương trình Nu Skin thôi, Khánh Thùy xin phép
Chắc anh Thủy nói như thế này với Tina ngài. Đó là ngày xưa Tina là người đại diện cho công ty Farmers mà. Yeah. Các bạn biết không, Khánh Thủy biết Tina cũng mười mấy năm nay trời mà không bao giờ mua bảo hiểm được ở nơi Tina, là tại vì Khánh Thủy cũng kẹo lắm, Khánh Thủy cũng đi shop around. Yeah. Thì nó cũng là một cái dịp không, cái yeah. Covid như thế này. Ồ, các bạn có biết là Tina bán cả cái mặt nạ nữa cơ. Mà hình như là tên Tina bán mặt nạ cho nhà thờ. Yeah. Thành thử ra cũng mình cũng là một cái ích, một cái phước đức. Yeah. Nhưng mà ý của Khánh Thủy đây đó là Tina không còn là đại diện cho Farmers nữa. Yeah. Thành thử ra các bà, Khánh Thủy mong mỏi mọi người với cái số điện thoại mới, mà ngay cả số điện thoại Farmers nó cũng dịch luôn. Thành thử Tina đành phải có số điện thoại mới. Mà cái văn phòng của Tina bây giờ, cái bảo hiểm, phải nói rằng là nó chỉ có còn bằng một nửa của Farmer thôi, nếu không nói là còn rẻ hơn nữa cơ. Thánh Khánh Thủy xin được mời tất cả các người bạn, những người đã từng biết Tina, đến văn phòng Tina thử lại một lần nữa coi với cái bảo hiểm bây giờ là gì vậy Tina ha. Dạ chị, em thì không còn đại diện cho Farmer nữa, nhưng mà mình em bây giờ là chuyển qua Independent Agency. Có nghĩa là em có thể đại diện cho tất cả những cái hãng mà bán bảo hiểm ở bên ngoài kia, như là bảo hiểm xe, Progressive, Allstate, State Farm, hay là những hãng mà tốt mà giá tiền phải chăng chứ không có quá mắc. Thì đó là những cái hãng mà Tina bây giờ đang đại diện cho. Có nghĩa là mình không còn phụ thuộc vào một hãng nữa chị, mình có thể tự do, mình là gọi tự do nhiều hãng, bất cứ yeah. hãng nào. Yeah. Và số điện thoại văn phòng mới của Tina một lần nữa. Số điện thoại mới của em là 713-842-7985, là cái số điện thoại của văn phòng mà mới, số mới ạ. Rồi trở lại cái Nu Skin một lần nữa. Như ngày hôm nay thì phải nói rằng là cũng cả hơn một tuần nay, yeah. Khánh Thủy có thử và đó là rất là trung thành với Nu Skin sản phẩm, tại vì có đến văn phòng Tina thì cũng không có ngần ngại để nói, để chôm chìa tí xíu chỗ này, chôm chìa tí xíu chỗ kia. Thì ngày hôm nay tới Tina thì đang ủa sao cái mặt của Khánh Thủy nhìn đẹp ra, chắc mình tại Nu Skin mịn màng, chắc tại Nu Skin đó. Thì ngày hôm nay mình lại nói cái gì đây Tina hả? Dạ, mình nói kỹ hơn về hai cái bộ máy mà hai tuần trước mình đã giới thiệu với các bạn, với các quý vị ở ngoài, khán thính giả ở ngoài đã nghe. Thì mình nhắc kỹ lại hơn một chút xíu về cái thương mại. Thứ nhất là cái máy Lumi Spa, là cái máy rửa mặt quay hai chiều, rất là độc đáo, rất là đặc biệt, bởi vì nó làm cho mình thư giãn. Bên cạnh cái phần thư giãn thì nó rửa sạch những cái độc tố trên cái làn da của mình và để lại cho mình một cái làn da mát mẻ, mịn màng. Nhưng mà hôm nay kỹ hơn một chút đó chị, là mình một bộ máy Lumi Spa đó thì nó gồm có hai phần. Một phần rửa cái bề mặt và một phần rửa cái phần mắt đó chị. Tại vì phần mắt thì cái da mắt nó rất là mỏng, mà mình không thể nào mà dùng một cái, mình không thể nào dùng cái bề mặt của cái lớn tốt cho cái bề mặt của mình, tại vì nó rộng, nó quay sâu. Nhưng mà cái mắt đó, thì mình cần phải cái bộ phận mềm hơn, nhỏ hơn để cho có thể nó đi được theo cái viền của mắt. Thì hôm nay em sẽ nói kỹ hơn về cái bộ phận đó. Nó khi mà mình, khi các bạn order máy thì nó sẽ tới là một cái Lumi Spa mà chỉ có cái phần này thôi, nhưng mà cái phần mắt thì là mình lại phải order riêng đó chị. Thì nó chỉ có cái thay vì là cái bề mặt, cái máy thì đã có sẵn rồi, mình chỉ order thêm một cái bộ mặt nữa thôi, cái máy để cái phần còn gọ đó, là cái gọ đó, cái gọ riêng đó, yeah, mà cũng gắn vào cái đầu máy luôn, yeah, phải không? Dạ. Yeah. Thì Tina sẽ chỉ cho các bạn mà mình sau khi mình order đó rồi đó, mình gắn vô như thế nào và mình bắt đầu rửa cái phần mắt riêng. Tina có cái đó ngày hôm nay không? Có chị. Ok như vậy theo. Ok như vậy có mang theo vậy để thầy. Như vậy là cái này là sau khi mình, các bạn biết không, yeah. Khánh Thùy đi làm thì Khánh Thùy cũng như tất cả mọi người, cũng như hiện tại giờ là cũng đang make up chứ cũng không phải là không. Khánh Thùy đi làm nhiều lúc ở nơi Khánh Thùy làm đó thì Khánh Thùy tiếp khách. Mình cũng phải nói Khánh Thùy luôn luôn, Khánh Thùy nói là Khánh Thùy ngẩng mặt, Khánh Thùy cảm ơn. Nhiều người khách không biết là hỏi thay tuổi Khánh Thùy bao nhiêu tuổi nữa, tại vì cái chỗ Khánh Thùy làm là Khánh Thùy làm từ năm 2004 tới bây giờ.
mà khách thì họ vào thì họ nói Thủy ơi, cả chục năm nay rồi mà tao sao tao thấy tao tao đâu đó nó làm sao sao mà sao thấy Du vẫn vậy. Thôi là ý nói là Khánh Thủy đó, Khánh Thủy ngẩng mặt lên, Khánh Thủy là không phải tại Thủy đâu, thứ nhất là tại thuốc, mà thứ hai nữa là phải có him ở trên trời. Thì đây thì khi mà mình cái máy Lumispa thì mình đã biết rồi, nó có hai phần, nhưng mà mình sẽ order thêm một cái phần nữa là cái này. Nó như là cái nắp đó, phải không? Dạ, cái nắp này dành riêng cho cái phần mắt. Thì khi mà mình order cái phần này thì nó sẽ đi kèm cái miếng rửa mặt rất là nhỏ. Cái phần mút đó nó mềm mà nó nhỏ, nó vừa cái phần mắt của mình. À, thì các bạn sẽ gắn vô và mình tháo cái miếng này ra, tháo rất là dễ. Các bạn chỉ cần xoay một cái là nó ra thôi. Và sau đó mình gắn cái phần này cũng xoay một cái là nó vô thôi. Đó. Rồi nó vô như vậy rồi, cái miếng đó của thầy xin thầy luôn, cái miếng đó luôn. Thì cái miếng đó mình gắn vào đây nè, đúng không? Đây. Thì mình chỉ cứ gắn nhẹ nó vào như thế này, coi như là cái miếng này là mình gắn vào cái miếng nhựa này thôi, phải không? Dạ. Miếng mút đó. Mút này thôi. Vâng. Thì nó mềm lắm chị thấy, nó mềm nhũn là nó giống như là, không lẽ thì Khánh Thủy nói nó mềm nhũn như là cái silicone mà người đàn bà mình vẫn sửa sắc đẹp cái độ ngực đấy các vị. Quý vị với các bạn, thật nó mềm thật mềm. Mà cái này là mình làm cho mình chung quanh mắt thôi, phải không? Chung quanh da mắt phải không? Đúng. Ngay người thầy chiếu cái nhạc sĩ chiếu cái đầu mình mở máy lên rồi mình lăn qua rồi vòng bên trên cái mở mắt, vòng dưới cái mắt, vòng trên cái mắt, thì nó cũng đã có timing set sẵn ở trong coi như là cái máy này nó sẵn, có sẵn timing luôn. Dạ. Các bạn biết không, Khánh Thủy thấy cái tốt nhất ở cái máy này thì phải nói trở lại là ngày xưa chủ của Khánh Thủy là hai vợ chồng, thì ông chồng ông cứ nói như thế này, ông nói Thủy, cho tôi hỏi cô cái này, các người nói hỏi gì hỏi đi, ông nói mấy người đàn bà làm gì cho cổ tiêu mà tại sao nó lâu quá chừng vậy nè. Cái gì mới nói ông hỏi vậy là có ý gì? Ông nói vợ của tao mỗi lần đi làm về á, trời ơi nửa tiếng chứ tới cả tiếng ngồi trên cầu tiêu, tao không hiểu mày làm cái gì trong đó, có chị hỏi không? Phòng tắm. Trong phòng tắm cầu tiêu. Trong cái phòng mà người Mỹ là phòng tắm là lịch sử. Phòng tắm nó lịch sử thế. Khánh Thủy dùng cái từ rất ư là bình dân, coi như là mình chỉ làm vậy sao lại. Thì Khánh Thủy nói cái người đàn bà của chúng tôi đó, ông thông cảm. Đàn ông thì tôi nghĩ chừng 5-3 phút thôi, chứ người đàn bà nhiều lúc cả tiếng đồng hồ cũng không xong, mà hỏi tôi hết biết luôn. Tại vì nhiều lúc tôi cũng vậy, tôi cũng xài cổ tiêu cả gần tiếng đồng hồ tôi mới ra. Như vậy là chị, bây giờ mình có cái bộ máy này rồi thì mình sẽ giảm được thời gian rất là nhiều. Tại vì cái máy này nó sẽ lăn qua lăn lại cái bề mắt này chỉ khoảng 2 phút, và cái mặt của mình cũng khoảng 5 phút. Cái mà Khánh Thủy thích nhất các bạn đó là khi mình rửa mặt đó, tại vì mình có makeup. Yeah. Thành thử ra Khánh Thủy thấy cái miếng rửa mặt này nó rất là mềm. Yeah. Nó mềm lắm, nó giống như là một cái miếng nhựa mà mềm hiu à. Yeah. Rồi nó lại có sẵn cái timing nữa. Là cái timing nó chỉ cần chừng 2 phút phải không? Yeah. Và trong khi Khánh Thủy đứng rửa mặt một lần là makeup mà Khánh Thủy rửa mặt. Nhất là chị mình rửa đi những cái makeup mà đúng mình rồi. Đã có đó, thì cái máy này nó sẽ có cái tác dụng đó đó chị. Rửa sâu vào trong cái làn da và nó sẽ đi hết những cái độc tố ra. Còn như mình rửa tay nó không bao giờ hết được. Đúng rồi, đúng mình rồi. Chỉ thoa sữa lên rồi mình lấy tay mình rửa là không tài nào mà ra hết được. Đúng rồi, với lại Tina đừng quên là cho mọi người biết là tất cả những cái sản phẩm nó đi chung với khi mình order cái hàng phải không? Đó, thì như quý vị các bạn đều thấy đó, là mình đây là nguyên một bộ nè, là Lumi Spa kèm theo với sữa rửa mặt. Và bây giờ mình có thêm cái đầu để rửa cho cái phần mắt riêng của mình nữa. Thì khi mà cái phần mắt đó nó cũng có cái sữa rửa cho cái phần mắt riêng, nhưng mà mình order cái phần mắt thì nó đi kèm với cái sữa cho cái phần mắt nữa. Đó, thì là nguyên một cái bộ Lumi Spa rửa mặt hoàn chỉnh. Yeah. Khánh Thủy luôn luôn như tất cả mọi người, khi mà nói đến mình mua một cái gì đó thì mình nói đến cái đồng tiền. Thì trong Blue Skin thì không biết là cái sản phẩm này hiện tại bây giờ có cái giá nào đặc biệt hay không, nhưng thì
thì có lẽ mọi người phải nên gọi lên để mà biết phải không ạ? Hay là gọi cho Tina đi, đừng gọi lên nữa, gọi Tina đi. Tina cho Tina, hoặc là quý vị các bạn gọi cho Tina ở số 713-842-7985 là cái số văn phòng. Các bạn sẽ gọi cái số đó từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều thì sẽ có người trả lời. Còn nếu không thì text cho Tina 281-908-4858 là cái số để quý vị có thể text qua hoặc là gọi qua cell phone. Các bạn biết không, Khánh Thị đi làm nơi, Khánh Thị đi làm chỗ không cho đánh những cái màu son và lẹt. Ngày hôm nay trước khi tới thì Thủy có nói với Tina, ôi màu son Tina nhìn dễ thương ghê đó, như là màu mà màu dịu chát mà nhẹ nhẹ vậy. Thì Tina nói, ấy Khánh Thủy ơi, nó đang on sale đó, có 10, 11, 12 đồng. Đúng rồi. Mà các bạn biết không, mình mà vào Macy hay này kia, một cái cây son mấy chục đồng bạc. Gần 30 chị hả? Gần 30 luôn. Mà bây giờ New Skin nó đang on sale nữa, thì có lẽ Khánh Thủy nghĩ là họ tùy những lúc hàng người ta on sale, hàng này on sale, sang tới hàng kia on sale. Rất là mạnh hàng một, đúng. Hiện tại bây giờ các bạn mà vô cái website của New Skin là www.nuskin.com và các bạn sẽ thấy cái giá nó không có đặc, không có on sale, nó không có 20% off. Như vậy là các bạn phải đăng ký vô làm member. Thì khi mà đăng ký vô member thì nên để cái số mà đăng số ID của thầy Duy Thành hay là của Tina vào thì các bạn sẽ được 20% off. Đồng thời các bạn sẽ được những cái mặt hàng mà nó đang on sale như bây giờ là môi son rất là đẹp, bọc đánh vô là cái môi của mình nó sẽ tươi, nó mọc và nó rất là mềm, nó không có bị khô như là ở bên ngoài đó chị. Nãy giờ nói chuyện nhỏ Khánh Thị cũng hơi ghen tí xíu, tại vì Khánh Thị nói là Khánh Thị hát ấy, thì như ca sĩ nào cũng vậy. Khánh Thị quên mang cái microphone riêng của Khánh Thị, là tại vì cái môi của mình nó chạm vào cái microphone, nó mất đi cái son rồi, chứ cái môi son của Tina nhìn vẫn đẹp quá trời luôn. Nó không bị bay màu. Nó lại không bị bay màu nữa cơ các bạn. Thì thôi ngày hôm nay mình nói về sản phẩm và hy vọng mà chưa đâu, Khánh Thị có mang một cái này để trả lời với các bạn luôn. Đó là ngày hôm nay Khánh Thị cũng thì đã nói rồi, hồi nãy có tới Tina tạ tội mình lấy thứ này nhưng mà lấy thứ kia. Khánh Thị có uống green tea của New Skin và trong tương lai mình sẽ nói cái đó, nhưng mà ngày hôm nay là Khánh Thị đang nói tới cái sản phẩm này mà Khánh Thị có tới Tina, Khánh Thị xài. Thì ngày hôm nay Khánh Thị cũng lấy một hộp để mang về để xài mấy ngày hôm nay, một cái chôm chỉa thôi. Và Tina cũng dễ thương lắm, cái chôm chỉa trước xong bắt đầu mình thương tội sao. Giống như thử hàng, chị rất là thích thử hàng, thử không kèm nói ai đẹp thì bắt đầu thì mua. Mặt của Khánh Thị đang xài cái sản phẩm này, nó là một cái nó vừa là một cái moist, làm cho cái da mặt mình nó moist sau khi rửa mặt nè. Nhưng chàng này Khánh Thị lại tính nói cái anh chàng này thì có một tí xíu cái màu, mà cái màu Khánh Thị xài đây nó là cái màu fair. Cái da, cái màu này nó rất là phải nói rằng là cái màu này là cái màu mà chung chung cho những người ăn đông, nhất là mùa hè. Còn nếu mà về mùa đông đó thì cái màu của Tina đang xài nó là màu honey. Thì nó hơi sáng hơn một tí xíu. Còn Khánh Thị là Khánh Thị đang xài cái màu này, là màu, nó gọi là màu fair. Mà Khánh Thị thích một cái như thế này là nó không có những là nó có moisturizer, mà nó còn có cả SPF 15, đó là cái chống nắng đó. Thì ở cái nước Mỹ là họ vẫn nói tối thiểu mình phải có 15%. Thì Khánh Thị rất ư là thích, là tại vì đi làm bây giờ đó, cái mùa Covid các bạn biết không, Khánh Thị cũng không ngần ngại. Khánh Thị đi làm là Khánh Thị búi hết tóc lên như thế này luôn, búi luôn cái mặt trần mình lên luôn. Và Khánh Thị chỉ có bôi một tí xíu cái đó lên thôi. Nhưng mà các bạn biết không, Tina cũng không biết Khánh Thị đang xài cái gì trên mặt. Cái này cái Khánh Thị giấu ngày hôm nay, Khánh Thị mới nói mà Tina không biết. Cái này nó là một cái check, đúng là cái check moisturizer. Mà Khánh Thị bôi cái này xuống trước khi bôi cái đó, bôi cái sản phẩm mà nhạc sĩ Duy Thành 8 đang cầm trước mặt cho các bạn coi. Đây là cái mà Khánh Thủy bôi. Khánh Thủy bôi trước khi Khánh Thủy bôi cái nhạc sĩ Duy Thành 8 đang cầm tay. Thế thì chỉ có biết rằng là nó là từ New Skin. Khánh Thủy đang thử, đôi lúc có những cái hàng Khánh Thủy không biết là nó, cái trong đó có cái chất gì. Khánh Thủy chỉ nhìn cái chất mà Khánh Thủy đang cần. Trong đây nó có SPF 15. Mà mình cứ
tối thiểu là 15 mà cái này đã có 18, cộng thêm cái moisturizer nó thêm nữa, nó cộng thêm vào như vậy. Thì khi Thánh Thủy được biết là Thánh Thủy đang làm, Thánh Thủy cứ nói hoài mình làm cho chủ nào, cũng như là mình người nào cứ tới của ông thầy nhạc mà không biết hát trước cũng phải biết hát sau, chẳng hạn như Lina trong tương lai, hoặc là không biết đánh trống phải đánh đàn. Còn cái người mà tới thợ may thì Thánh Thủy đang làm cho bác sĩ, thì mình không biết riết mình cũng phải biết một, không biết nhiều mình cũng phải biết ít. Thì theo như những người khác ra vào cũng làm bác sĩ, người ta nói tối thiểu mình cứ xài 15 là cũng đủ rồi. Thì Khánh Thủy cũng những là 15 mà Khánh Thủy xài cái mà nhạc sĩ Duyên Hàng Tám đang gửi đến các bạn, Khánh Thủy bỏ nó vào trong cái túi áo á, là tại vì nó nhỏ mà nó tiện nữa. Và cái mà Khánh Thủy là như thế này là tại vì mình mang cái mặt nạ đó nguyên ngày luôn. Nó khổ vô cùng, chỉ có cái lúc ăn cơm trưa hoặc là mình được nghỉ 15 phút thì mới được chạy xuống dưới bếp bỏ mặt nạ ra. Thì cái miếng vải hoặc cái miếng giấy đó nó sát vào cái da mặt, cái da mặt mình nó căng mà nó mệt quá đi rồi, Khánh Thủy lại đắp tiếp lên cái này. Khánh Thủy thích vô cùng. Thành thử ra đây là Khánh Thủy mang lén đi mà Tina đâu có biết đâu. Không biết. Không biết là Khánh Thủy. Em thực sự là em có coi cái này nhưng mà em cứ nghĩ là ở trong kia nó có moisture rồi. Trong cái này nó đã có moisture rồi nhưng mà cái này nó có tint. 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 Nó giống như là nó có màu thay vì mình xài, thay vì mình xài cái này. Rồi mình... Như vậy là cái này chỉ cho mình moisture thôi mà không có cho mình màu. Không có cho mình màu nếu mình không thích. Nếu mình không thích. Nếu mình không thích. Còn mà nếu mà mình vừa thích màu nữa mình bỏ cái này lên. Như vậy thì tốt. Khánh Thủy được nghe một cái như thế này ở nơi một cái người mà... Tại vì cái nơi Khánh Thủy làm, thưa quý vị và các bạn và thưa các bác, con thấy phải nói là rất nhiều người Mỹ vào. Họ ở cái tuổi 65-70 mình cũng phải cung kính mà mình chào. Nhìn rất là đẹp. Thì Thùy mới hỏi là có bí quyết gì xài không? Thì không thể biết là cái moisturizer của mình đó là có ngày, có đêm, có chóng mắt, có này, có kia. Nhưng mà họ nói ngay cả về đêm. Đôi lúc cái những cái tia gì đó về đêm, cái gì cũng không nhớ nữa. Lắm đó, cái gì có thử. Cứ xài cái của ban ngày, SPF 18. Đừng có xài cái loại màu. Cái thằng này nó không có màu. Mình xài cả ngày và mình xài cả đêm cũng không sao. Trong lúc mình đi ngủ mình cũng vẫn xài được hả chị? Xài được không sao. Tại nó vì cho mình cái SPF về ban đêm thôi. Nó còn tốt nữa, không sao đâu. Tại vì Khánh Thủy đang thử trên mặt của Khánh Thủy lâu lắm rồi. Mình, tại vì mình làm cho bác sĩ phòng, mình là cái người ngày xưa tới bây giờ mấy chục năm nay cứ volunteer cái gì mà thuốc da mới mình cũng thử, contact lens da mới Khánh Thủy cũng giơ tay Khánh Thủy thử hết. Mình thử, Khánh Thủy cho những cái thuốc này Khánh Thủy cũng thử luôn. Rồi một lần nữa, sao các em Tina có gì để nói nữa không nè? Thì em cũng chỉ muốn nhắc nghĩ lại về cái máy nâng cơ. Thì cái máy nâng cơ này cũng giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền bạc cũng như là thời gian. Bởi vì là thay vì là mình phải đi tới tiệm, mình phải book rồi, mà nhất là cái một COVID này nữa chị, mình tới mình không biết là chỗ đó nó có an toàn cho mình hay không. Thì các bạn cứ lên online order. Hiện tại bây giờ các bạn mà đăng ký vô member thì cái giá nó rất là đặc biệt, nó cũng phải chăng mình không phải tốn rất là nhiều tiền để mà đi làm spa ở bên ngoài, mình có thể tự làm cho mình, nó vừa đơn giản vừa an toàn nữa. Thì cái bộ máy lần trước mình đã giải thích kỹ rồi, nhưng hôm nay mình chỉ nói sơ lại thôi. Là mình order một bộ thì nó sẽ tới kèm theo với lại cái, không phải là kem mà là conductive, có nghĩa là dẫn. Trong cái bộ máy thì nó có một cái dòng điện rất là nhỏ, nhưng mà mình phải cần có một cái loại kem đặc biệt để nó dẫn cái dòng điện đó, làm cho những cái nếp nhăn của mình được là phẳng ra. Thì lý do đó mà tại sao cái bộ máy nó lại phải đi kèm chung với lại cái conductive này nhỉ? Các bạn biết không, Khánh Thủy vẫn nói hoài, thuốc tiên đó có nhưng mà chỉ có trên trời rớt xuống thôi. Còn tất cả các thuốc, các vật mà mình xài ở dưới trần gian này nó đều là man-made cả. Man-made có nghĩa là những người mà Khánh Thủy vẫn nói rằng là họ cái phước đức để cho trời Phật Chúa cho một cái đầu óc, một cái sự minh mẫn để mà phát minh ra những cái hàng mà cho mình xài.
Chúa chỉ cho mình một cái cơ thể, một hơi thở này thôi. Yeah. Thì it's up to you, có nghĩa là mình phải tự mình lo lấy cái bản thân của mình. Thì khi thì nghĩ như thế này, tất cả những cái chất mà họ làm ra, họ cũng đã là những người kỹ sư. Yeah. Họ cũng nghiên cứu bao nhiêu kỹ. Vâng. Cái Nu Skin đó, Khánh Thùy không ngờ khi Khánh Thùy có nhã ý phụ với Tina và cũng tốn Tina cả năm trời để bằng lòng ghi danh vào cái Nu Skin này, thì khi Khánh Thùy cũng không có nghĩ gì hết, đến lúc Khánh Thùy nói thôi để Khánh Thùy phụ Tina một tay. Để coi cơ mình có giúp được gì cho ai không, tại vì mình ra đời hai bàn tay trắng thì mình cũng nên có chỉ hai bàn tay trắng mà thôi. Yeah. Thì mình làm được cái gì cho ai đó cũng như là một cái cuộc sống vĩnh cửu vĩnh hằng của mình sau này. Thì Khánh Thùy nghĩ như thế này là cái thuốc đó họ cũng dám họ làm để cho nó hòa hợp với cái máy họ đã làm ra. Yeah. Đúng không Tina? Đúng. Yeah. Mà các bạn biết Thùy làm sao không? Tina biết Thùy làm sao không? Yeah. Thì lười lắm. Khánh Thùy làm như thế này, Khánh Thùy rửa mặt xong cái gì cũng bị đánh nó lực, cái lười là lười tới bến luôn. Yeah. Hai bên hông á, là sẵn sàng máy, cái đồ điện nó ngay dưới đất á, mình nằm đó đó, rồi vừa coi tivi vừa nằm. Là nó rất là mau mà tiện. Yeah. Nó là không có nghĩ tới thời gian luôn. Đúng rồi. Nha. Yeah. 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 Mà lại tiện nó chứ Khánh Thùy không có đứng trước gương đâu, Khánh Thùy mệt lắm. Yeah. Phải nói vừa nằm thì nó relax, nó relax là tự mình làm. Các bạn biết không, khi mà mình mua đó thì đúng là cái đồng tiền thì nghĩ nó cũng không có rẻ lắm đâu, nhưng mà cứ lên mạng và vào cái gì của thầy hả? Dạ. Cái nuskin.com và các bạn sẽ đánh vô cái mã số của thầy, thì khi mà các bạn đánh vô mã số xong rồi thì nó sẽ tự động hiện lên tên của thầy là Alan Thanh Huỳnh. Là các bạn biết chắc là cái số đó là đúng là của thầy đó. Vâng. Thì sẽ được 20%. Dạ, là các bạn sẽ được một lần mà mình đi ngoài đó, các bạn biết không, là một lần người ta làm cho mình như thế này, best jam thôi. Khánh Thùy nói best jam thôi. Mà đặc biệt cái mùa dịch này các bạn mà có để ý không, mình ra ngoài hình như giá tiền cái gì nó cũng tăng hơn đó chị. Tại vì người ta cần tiền để trả bill, trả điện, trả nước, trả phải, tiền nhà. Với lại đi làm trong cái thời gian mà đáng lẽ là phải ở nhà. Mà chị không có, tại vì khách bớt đi. Yeah. Bớt khách đi thành thử ra đồng tiền ta lên tí xíu để... Các em có biết là đặc biệt những cái cuốn mà video mà thầy post qua bên bên YouTube á. Yeah. Thầy enter cái phần cuối. Yeah. Cái phần cuối là cái phần giới thiệu Nu Skin product, ngày xưa thì thầy không có làm. Yeah. Nhưng mà thầy nói thôi, lỡ mình làm lên YouTube mình để đời rồi á, Facebook thì nó trôi. Facebook một tuần sau mà kiếm lại cái cuốn đó chắc không được. Yeah. Thầy nó đã vĩnh viễn nằm ở bên YouTube, nó giữ lâu dài lắm. Thầy mỗi lần mà coi một cái cuốn video em đánh trống hay là chị Khánh Thùy hát hoặc bất cứ một cái gì trình diễn, cả 1000 cuốn, bây giờ hiện tại mình đang có 800 mấy rồi đó. Yeah. 800 mấy là điều enter cái phần của Nu Skin trong trống này. Đối thể nghĩ ra. Yeah. Là cái vấn đề quảng cáo là gì, tại vì người ta không biết mình để ở đâu để người đúng ta kiếm rồi. Ngay cả mình đang livestream thầy cũng phải bấm vô. Dạ. Như vậy là bây giờ em thấy hình như là thầy bỏ hết vô, bỏ hết vô, cái lớp trống thầy cũng bỏ vô, bỏ vô để lớp, không biết là nó từ đâu ra cái tên của người thì nó đỡ đúng cho rồi, em đỡ 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 cực. Ý em nói là em cảm ơn thầy đi, em cảm ơn thầy. Sau đó thì thầy nghĩ là cái khi mình làm chung với nhau đó là mình suy nghĩ cho mọi người chứ. Yeah. Mình không thể, lúc đó thầy nói thôi trời ơi, bây giờ mà ngồi đánh lại cái đó chắc mệt lắm. Thầy nói thôi ráng làm luôn, thành cái thói quen rồi nha. Rồi rồi. Một lần nữa Khánh Thùy xin được cảm ơn tất cả các bạn trên Facebook và YouTube đã cho Khánh Thùy và Tina Thị Lê có những thời gian như thế này để gửi đến các bạn những sản phẩm của Nu Skin. Như Khánh Thùy nói là cái gì nó có làm em đây, nhưng mà Khánh Thùy đã bằng lòng mà research như thế này là Khánh Thùy biết là đây là một sản phẩm không những trong nước Mỹ mà khắp nơi trên thế giới mà mấy chục năm nay rồi. Yeah. Mấy chục năm nay rồi phải không? Lâu lắm rồi đó chị. Cái hãng này là lâu lắm rồi. Bây giờ nói tới là ai cũng biết, ồ hãng này rất là lâu rồi. Yeah. Hình như là họ chỉ cần vào nuskin.com là họ có thể biết một tí xíu về cái sản phẩm của Nu Skin. Yeah. Và tất cả mọi người nếu ai cần gì đó về Nu Skin, bất cứ một câu hỏi gì, dù cho những câu hỏi ngô ngố như Khánh Thùy như thế này, Tina cũng có thể trả lời được. Yeah. Và xin Tina hoặc là
với nhạc sĩ Duy Thành Tám cũng viết một bình lo nên nhạc sĩ Duy Thành Tám không trả lời được, cũng có cách mà không được thôi. Tina đỡ đòn vậy, số điện thoại của Tina là khi mà quý vị và các bạn mà không liên lạc được cái inbox mà bên Messenger là hay nhất. Tại bây giờ mình không nhắn vào điện thoại, ta đang đi làm và điện thoại nó reng khó làm gì, thì cái inbox để đó là có người trả lời. Cái inbox là cái messenger đó em. Và chúng ta thường nói là cái việc với bạn inbox cho tôi, rồi mình lựa cái inbox ra mình trả lời. Tại một ngày em có thể cái messenger mà business nó đã 20, 100 cái nó đã chôn rồi, trời ơi lúc lại thì giật mình. Còn inbox là đặc biệt nó qua luôn, các em chỉ thấy cái đó. Nhưng mà Tina sẽ đọc lại cái số điện thoại của văn phòng là 713-842-7985 và cái số cell phone là 281-908-4858. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa Khánh Thị xin được cảm ơn và xin mến chào. Và Khánh Thị xin nhắc nhở mọi người là mùa Covid vẫn còn, cố gắng đi đâu dám đeo mặt nạ lên. Tại vì người bị dương tính nhiều, nhưng mà cái người chết thì lại không có bao nhiêu. Thì hy vọng là chị em của chúng ta trở thành thương để mình thoát qua cái cơn nạn này. Một lần nữa Khánh Thị xin được mến chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Rồi thì cảm ơn hai em rất nhiều. Chị cũng xin một cái lời cầu nguyện Chúa Phật không để cho mình bị dương bệnh nữa các em. Cầu Chúa, cầu Phật là mình sống. Còn nếu mình ỷ y, mình ra đường giờ mình có wear face mask hay không face mask mà mình không cầu nguyện thì cái đó nó không có hữu hiệu bằng cái tâm linh nha. Nhớ cầu nguyện Chúa, Chúa Phật sẽ phù hộ độ trì cho các em và chúc các em mạnh khỏe để mình có những cái món hàng mình giới thiệu. Hai tuần nữa sẽ gặp lại quý vị và có một cái chương trình văn nghệ nhỏ nhỏ. Thầy không gặp lại các em, nhưng mà thầy chúc lỡ mà có gì mà mọi người không biết, quý vị và các bạn ơi, trong tuần tới này là sinh nhật birthday, lúc mà thầy mà đang dạy học, quý vị nhớ vô birthday cho thật là nhiều nha. Tina thầy báo trước, thầy cũng có nói, trời ơi, đi giữa birthday khó lắm, nhưng mà khi mà thầy livestream vô xong, thật là đông và vui nha quý vị. Chắc ngày hôm đó là có giờ, ở bên là thứ 6 hả? Là thứ 6 đó thầy ạ. Muốn làm thứ 6 hay thứ 7 thì được. Hay là thứ 7? Thứ 6. Thứ sáu hả? Dạ. Okay. Thứ sáu người ngày, ta còn đi làm. Ngày hôm đó là vậy thì thứ bảy. Thứ bảy là mình sẽ nói nhiều về New Skin. Thứ bảy hay nhất nó không thả lời. Đúng rồi. Người ta vừa mới đi làm về, người ta mệt, còn kia người ta đã relax một cái đêm thứ sáu. Và đi cho mình nó quan hệ. Và không những nói một mình Tina, Khánh Thủy hay nhạc sĩ Duy Thành Tám đâu, mà còn có một số người họ cũng là member của New Skin để gửi đến cho chương trình dài đó cho mọi người nhiều lắm hơn về New Skin. Vậy xin mời các bạn nhớ đón xem nha, thứ bảy. Xin mến chào.